Xin kính chào quý bạn. Hôm qua thì tôi có một bài review sơ lược về cái VinFast Fadin mới xuất hiện tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì tôi có cơ hội để cầm lái chiếc Fadin này. Và có một số cung đường tôi sẽ cầm lái trong ngày hôm nay. Thứ nhất đó là phần đại lộ Thăng Long, nơi mà tôi có thể test được khả năng tăng tốc, độ ồn ở các giải tốc độ 60, 80 và 100 km. Đó là những giải tốc độ có thể nói là dành cho đường ngoài đô thị. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ test qua một chút. Cảm nhận đầu tiên khi mà ngồi ở vị trí lái của VinFast Fadin này thì nó cũng có rất nhiều điểm đáng khen, nhưng mà cũng có một vài điểm mà cần phải lưu ý. Thứ nhất là về ghế ngồi, như các bạn có thể quan sát này. Cái cảm giác ghế khá là ôm người. Ngoài ra thì cái phần tựa ghế cũng như là phần điều chỉnh ghế này, mặc dù chỉ là chỉnh cơ thôi nhưng mà sẽ chỉnh cơ 6 hướng, có cả bơm đệm ghế. Cái tầm quan sát của VinFast khá là ổn. Đầu xe nó hơi chúi một chút so với các đối thủ. Tuy nhiên cái điểm mà tôi không thích thì có lẽ nằm ở cái vị trí cột A này. Điểm mù về cơ bản là khá lớn. Với cái điểm mù ở vị trí này thì các bạn thấy cái phần nhựa này, tôi nghĩ nếu mà thay thế bằng một phần kính trong suốt thì có lẽ cái cột A nó sẽ dễ hơn. Gương đã gắn sẵn trên cột A rồi và kết hợp với một cái giải nhựa đen như này thì thật sự là cái tầm quan sát nó không được quá hợp lý, đặc biệt ở cái góc vị trí bên kia. Nhưng mà bù lại thì cái khoảng tầm mắt quan sát khá là ổn, cao, thoáng. Vô lăng bọc da mạ, chỗ này là nhựa thôi, không phải mạ chrome các bạn nhé, khá là đậm chất. Cái cảm giác đầu tiên khi mà tôi đóng cửa chiếc VinFast này thì ổn, thật sự là rất ổn. Và bây giờ thì tôi thử xem nó lăn sẽ lăn bánh như thế nào. Các bạn biết rồi là chiếc VinFast Fadin này thì sử dụng động cơ 1.4 lít cho công suất tối đa là 98 mã lực tại 6.200 vòng trên phút, đi kèm với hộp số tự động vô cấp. Và với những cái thông số như hiện tại thì chắc chắn là không có bất kỳ một mẫu xe hạng A nào, thậm chí là chớm đến hạng B, có thể đạt được đến cái thông số về động cơ và hộp số như của chiếc VinFast Fadin này. Tôi đang lăn bánh ở giải tốc độ khoảng 40 km, đường đại lộ Thăng Long. Tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng vọng từ khoang lốp. Điều này là không thể tránh khỏi các bạn nhé, tại vì chiếc VinFast Fadin này đang sử dụng cái la răng 15 inch, một mẫu xe cỡ nhỏ sử dụng la răng 15 inch đi kèm với lốp có xuất xứ từ Đức. Và chắc chắn chiếc lốp xe này sẽ có cái độ mỏng, nó mỏng hơn rất nhiều so với những chiếc xe hạng A khác mà sử dụng cái la răng 14 inch. Do đó cái việc mà tiếp xúc với mặt đường nó sẽ gây tiếng vọng từ cái hốc bánh vào cái khoang hành khách, điều này là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên có một điều đáng nói này, tôi gần như không nghe thấy bất kỳ một cái tiếng máy gì của VinFast Fadin vọng vào trong khu vực dành cho khách hàng này. Đây là một điều rất đáng khen. Hôm qua tôi có nổ máy thử chiếc VinFast Fadin thì thực tế nếu nói một cách dân dã, êm như chó thở, thật sự là như vậy. Chiếc VinFast Fadin này máy rất ngon. Và khi tôi đạp ga thì nó tạo cho tôi một cái cảm giác có thể nói là tròn máy. Các bác biết rồi là nếu mà chạy một chiếc xe 1.2 cỡ nhỏ và 1.4 cỡ nhỏ thì thực sự là cái sức mạnh của cái khối động cơ VinFast Fadin này nó vượt trội hoàn toàn. Nó hết sức bất ngờ và tôi cũng không nghĩ là một chiếc xe có thể nói là đi từ nguyên mẫu Opel và Spark, sau khi cải thiện động cơ hộp số, tôi lại có thể cầm lái ngon lành như thế này. Và bây giờ thì tôi đang ở giải tốc độ 80 km. Độ ồn mà tôi vừa đo được nó chỉ nhỉnh hơn 70 dB một chút thôi, có nghĩa là nó thấp hơn cái mức của Hyundai i10 khoảng tầm 8 dB, thấp hơn Toyota Vigo khoảng tầm 10 dB. Hôm trước tôi cũng đã làm cái video đo đầy đủ hết rồi. Ở đây thì có một điểm cực kỳ đáng khen ở chiếc VinFast Fadin này. Tôi đang giữ ở vận tốc là 80 km/h. Tuy nhiên thì các bạn thấy này, vòng tua động cơ chỉ dừng lại ở mức khoảng 1.600 vòng trên phút. Điều đó có nghĩa là ở giải động cơ, ở giải tốc độ này, chắc chắn tôi có thể khẳng định luôn VinFast Fadin sẽ là mẫu xe mà tiết kiệm nhiên liệu nhất trong tất cả các mẫu xe hạng A đang có mặt trên thị trường, bao gồm Hyundai i10, Toyota Wigo, Mitsubishi Mirage và Kia Morning, những đối thủ sừng sỏ có mặt lâu, khá lâu trên thị trường Việt Nam rồi. Tuy nhiên là với cái khả năng giữ cái vòng tua động cơ tốt như thế này, 1.600 vòng trên phút tại giải tốc độ 80 km
trên giờ, và đặc biệt là hàng ghế sau của tôi còn có 3 anh em sale bán hàng. Có thể nói gần như chiếc xe này đang đạt full tải. Các bạn nhân thử chiếc xe khoảng hơn 1 tấn, 4 người, 4728, có nghĩa là hiện tại chiếc xe này đang vận hành với tổng tải trọng lên đến khoảng 1.300 kg, khoảng 1 tấn 3 thì đó, nhưng mà vẫn giữ được cái vòng tua tốt như vậy. Ở đây thì tôi có thể nhận thấy là cái đồng hồ nó báo đang hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu tức thời là 9,2 lít cho 100 km. Tuy nhiên là tôi khẳng định luôn, cái này các bạn phải trừ đi tầm 15%, ít nhất là 15% mới ra con số thực tế được. Hôm qua thì các anh bên Trắng Auto cũng như là bên Xế Cưng cũng đã chạy thử chiếc xe này, và con số chính xác mà họ nhận được ở mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào khoảng tầm 6,5 lít cho 100 km, khá là ổn. Nhưng hôm qua thì các anh chạy ít người thôi, gần như là chỉ có một mình, trong khi hôm nay thì tôi đang chạy gần như là đủ tải. Một vòng đã qua rồi, và đó chỉ là những cái cảm nhận đầu tiên khi mà tôi cầm lái chiếc VinFast Fadin này. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục chạy thêm một quãng đường nữa để cảm nhận rõ hơn về cái hệ thống treo cũng như là cái hệ thống trợ lực lái, xem nó có ổn định hay không. Chiếc VinFast Fadin này thì được sử dụng hệ thống trợ lực điện. Dĩ nhiên rồi, xe hạng A nào, cỡ nhỏ nào thì cũng sẽ là sợ trợ lực điện thôi. Cảm giác cá nhân của tôi này, nó chắc hơn Hyundai i10. i10 thì tay lái rất là nhẹ, và nhẹ ở mọi giải tốc độ. Đó không phải là điểm mạnh, thật sự là không phải là điểm mạnh khi chúng ta chạy tốc độ cao. Tuy nhiên thì tôi có cảm giác là cái phản hồi từ tay lái phía xuống, thông qua hệ thống lái xuống bánh xe, nó có một cái độ trễ không đáng kể. Về cơ bản là không đáng kể. VinFast Fadin sử dụng hệ thống treo phía trước là MacPherson, còn phía sau sẽ là hệ thống dầm xoắn kết hợp với lò xo. Tôi đang đi ở giải tốc độ 70 km/h với gần như full tải. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là với một chiếc xe mới như thế này và sử dụng cái khung gầm trước đây đã từng xuất hiện trên chiếc Cobalt thì có lẽ là chiếc xe nó sẽ có một cái hệ thống giảm xóc hơi cứng. Tuy nhiên thực tế thì nó lại không phải như vậy, khá là êm ái. Độ ồn máy là không nghe thấy, chỉ có tiếng ồn từ khoang lốp vọng lên thôi. Về cơ bản thì đánh giá một cách khách quan nhất, các bạn cho đánh giá một cách khách quan nhất này, hệ thống máy móc và hộp số không có gì để bàn cãi về chiếc VinFast này. Những thiết kế bên phía trong nội thất tạo cái cảm giác hài hòa, độ ồn ở mức độ chấp nhận được và gần như là vượt trội hơn so với tất cả các đối thủ hạng A trên thị trường. Riêng về chế độ vận hành, tiêu thụ nhiên liệu và chi phí trong quá trình sửa chữa thì cái đó chúng ta sẽ nói sau. Nhưng riêng về cảm giác lái này, hệ thống treo, chân phanh, chân ga cũng như là cái tầm quan sát, nếu phải chấm điểm chiếc VinFast Fadin này theo hệ số 10 thì tôi có thể chấm ở mức khoảng 8,7, rất là tốt. Bây giờ tôi đang chạy 80, tôi sẽ thử tăng tốc lên 100 để xem cái độ ồn nó như thế nào. Các bạn thấy là tôi đạp hết ga và vòng tua nó tăng lên đến 4.000, sau đó nó giảm dần. VinFast Fadin có một cái có thể nói là ưu điểm vượt trội hơn so với tất cả các đối thủ khác, Bilet không tính này, đó là chúng ta sẽ có một cái hệ thống hộp số tự động vô cấp, nó chuyển động bằng buly. Tất cả các bánh răng chuyển động dẫn động đã bị loại bỏ, do đó là khi mà chúng ta đạp ga chúng ta không có một cái hiện tượng gì dừng khi mà chuyển số cả, rất là mượt mà, tăng tốc êm ái, và chắc chắn ở hộp số tự động vô cấp này thì sẽ cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Sơ lược về chiếc VinFast Fadin này thì các bạn nắm sơ sơ rồi, nếu mà ai muốn tìm hiểu chi tiết hơn về thông số ngoại thất, nội thất cũng như là cái tiện nghi đánh giá chi tiết thì các bạn có thể vui lòng xem video phía dưới của cái video này. Còn lại nếu các bạn có nhu cầu về lái thử, cảm nhận cái cảm giác lái của chiếc VinFast Fadin này thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Sơn, hiện tại đang là trưởng phòng kinh doanh tại Chevrolet Thăng Long. Địa chỉ là 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, và số hotline thì tôi cũng đã đính kèm trên video và mô tả. Xin cảm ơn anh Sơn và các anh em ở Chevrolet Thăng Long đã tạo điều kiện để tôi có thể chạy thử nghiệm khá là dài trên cái mẫu Fadin này.
Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.